Park Seo-joon hớ hên chuyện hẹn hò Park Min-young liệu sắp có tin hỷ. Sau thành công của Thư ký Kim, cặp đôi Park Seo-joon và Park Min-young vẫn luôn được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền. Sau khi trở về từ Mỹ, Park Seo-joon liên tục tham gia các chương trình giao lưu với người hâm mộ. Gần đây nhất, Mỹ Nam họ Park đã có mặt tại một sự kiện livestream. Tại buổi giao lưu, nam diễn viên sinh năm 1988 gây ấn tượng với người theo dõi bằng diện mạo điển trai ngời ngời, chẳng khác nào chàng phó chủ tịch ở trong phim. Tại buổi livestream này, Park Seo-joon đã chia sẻ nhiều điều thú vị đến khán giả, trong đó anh hé lộ chuyện đã tắm 2 lần và đi tập gym vào ngày góp mặt tại sự kiện. Không ít người hâm mộ phát hiện ra điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên giữa lịch trình của anh và Park Min-young. Sự việc bắt nguồn từ việc Pyo Jae-jin, bạn diễn của Seo-joon và Min-young trong Thư ký Kim sau thế, có chia sẻ cảnh tập tành chăm chỉ. Điều đáng nói là cô còn tag tên Park Min-young vào bài đăng. Điều này đồng nghĩa với việc Park Min-young cũng đi tập gym. Nhiều khả năng Park Seo-joon, Park Min-young đã tranh thủ cơ hội này để hẹn hò tại phòng tập. Trước đó, Park Seo-joon cũng bị so ra chuyện đi giày đôi với Park Min-young. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 11, Park Seo-joon đã tham gia buổi fan meeting đặc biệt. Ở sự kiện, nam diễn viên điển trai gây chú ý khi lên đồ tối màu. Không ít cư dân mạng phát hiện ra việc Seo-joon đi giày thể thao giống hệt đôi giày mà Park Min-young trước đó từng sử dụng. Hay nói một cách khác, Park Seo-joon và Park Min-young được cho là đi giày đôi. Không chỉ có vậy, Park Seo-joon còn lộ những khoảnh khắc ngượng ngùng xấu hổ khi chương trình cho chiếu lại những cảnh phim đóng chung với Park Min-young trong tác phẩm gây sốt Thư ký Kim sau thế. Anh liên tục lấy tay che mặt, gương mặt của Mỹ Nam này cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thông qua cách ăn mặc cũng như cử chỉ của Park Seo-joon, nhiều người thêm tin rằng anh và Park Min-young đang thực sự hẹn hò bí mật. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi trên bị so ra những chi tiết chứng tỏ họ là một cặp tình nhân. Trước đó nhiều lần, hai người mặc đồ và sử dụng phụ kiện đồng điệu. Park Seo-joon và Park Min-young dính tin đồn phim giả tình thật từ năm 2018. Theo đó, vì sức hút quá lớn của Thư ký Kim sao thế mà người hâm mộ đều mong mỏi cả hai hẹn hò thật ngoài đời. Tin đồn hẹn hò của cả hai hot đến nỗi mà tất cả những bài báo, từ khóa, cụm từ liên quan đến Park Seo-joon đều có tên Park Min-young đi kèm. Giới báo chí còn truyền nhau thông tin cả hai đã hẹn hò từ thời điểm 3 năm trước khi nên duyên màn ảnh trong Thư ký Kim sao thế. Nam tài tử được cho là yêu mỹ nhân họ Park say đắm. Và cũng giống như cô bạn gái trước, ngày 4 tháng 3, ngày tháng sinh nhật của Park Min-young cũng được Park Seo-joon trịnh trọng đặt sau lưng áo bóng chày yêu thích của mình. Tuy nhiên ở thời điểm bấy giờ, hai ngôi sao này đều lên tiếng phủ nhận. Cho Park Min-young cũng có một bóng hồng vướng tin đồn hẹn hò với Park Seo-joon, đó chính là nữ diễn viên Baek Jin-hee. Cụ thể vào năm 2013, Park Seo-joon từng bị nghi ngờ hẹn hò với nữ diễn viên Baek Jin-hee. Năm đó, Park Seo-joon và Baek Jin-hee cùng hợp tác trong bộ phim Boys of Gold. Phản ứng hóa học của cả hai mạnh đến nỗi người hâm mộ tin chắc rằng cặp đôi phim giả tình thật. Những tin đồn hẹn hò về họ xuất hiện khắp mọi nơi vào thời điểm đó. Thuở ấy, tài tử họ Park gây chú ý khi mặc chiếc áo mang số 28 đến một trận đấu bóng chày. Không ít người hâm mộ khẳng định đó chính là tín hiệu riêng mà Park Seo-joon gửi cho bạn gái tin đồn Baek Jin-hee bởi cô nàng sinh ngày 8 tháng 2. Tuy nhiên, công ty quản lý của Park Seo-joon và Baek Jin-hee đều phủ nhận tin đồn này. Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn tin rằng cả hai đang hẹn hò vì Park Seo-joon và Baek Jin-hee thường xuyên bị phát hiện mặc đồ đôi. Netizen thậm chí còn tuyên bố rằng họ nhìn thấy Park Seo-joon di chuyển vào khu phố Baek Jin-hee sinh sống. Những nhân chứng này cho biết họ thường thấy Park Seo-joon và Baek Jin-hee đi dạo quanh khu phố cùng nhau và hẹn hò trong một chiếc ô tô. Đáp lại điều này, KS Entertainment, công ty quản lý Park Seo-joon khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết, cả hai thậm chí không có thời gian để gặp gỡ vì lịch trình quá bận rộn. Cả Park Seo-joon và Baek Jin-hee đều không bao giờ đưa ra tuyên bố cá nhân. Cho đến một ngày, Park Seo-joon quyết định lên tiếng và nói về lý do chuyển đến khu phố Baek Jin-hee sống và mặc quần áo tiệp màu với bạn diễn. Cụ thể, Park Seo-joon nói rằng khu phố của cô ấy có vấn đề về bãi đậu xe, vì vậy nam diễn viên phải chuyển đi. Ngoài ra, việc mặc trang phục giống với Baek Jin-hee thực chất chỉ là tình cờ và chúng đều là đồ tài trợ. Vì vậy, tin đồn về việc hẹn hò là không đúng sự thật. Hiện tại, Park Seo-joon vẫn là nam tài tử độc thân sáng giá nhất nhì KBIS và là mẫu hình lý tưởng của hàng triệu fan girl.